Lưu ý trước khi xem, do thấy truyện tranh còn gần 700 tập nữa mới hết, với tốc độ ra truyện tranh một tuần 3 tập thì phải hơn 4 năm nữa mới xong, anh em ngóng trông chắc cũng tu thành chính quả, đột phá hóa hư cảnh. Nên mình làm bộ này để anh em có thể theo dõi được những nội dung còn giang dở, chuyện sẽ đi sâu vào những tình tiết ly kỳ hấp dẫn, đấu trí cực căng, nhưng hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, mong anh em thông cảm. Hãy like, share và subscribe để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đế đô phản loạn phát sinh nhanh, kết thúc càng nhanh so với việc nói là thừa tướng ra các trường phong cầm quyền triều chính mấy chục năm chuẩn bị đã lâu hôm nay một lần hành động chẳng bằng nói là hoàng đế bố trí xuống thiên la địa võng chỉ chờ lão hồ ly này tự chui vào bẫy khi tất cả yên ổn lại hoàng đế chưa đãi cao tầng khuyển nhung cuối cùng vui vẻ tiễn đưa xong xuôi hoàng đế nhìn ba người con khẽ thở dài một cái chỉ thấy ba người con nhìn mình như nhìn một người xa lạ thái tử thông nhi vĩnh ninh hoàng đế thản nhiên nói các ngươi có phải cảm thấy phụ hoàng mời đám người khuyển nhung tới đối phó ra các trường phong là sai lầm lớn không xứng với đại vị hoàng đế thiên vũ hay không đâu chỉ vậy quả thực chính là thông đồng bán nước vĩnh ninh giận mắng hỗn trướng ngươi thì biết cái quần đùi gì hoàng đế giận xanh mặt mắng to vĩnh ninh bĩu môi một cái nghiêng đầu đi không để ý tới hắn rồi sải bước rời đi nhìn qua bóng lưng nàng đi xa hoàng đế chỉ có lắc thể đầu thở dài quay đầu nhìn hai người thái tử hai người các ngươi tương lai sẽ là người chịu trách nhiệm đối với Vũ Văn Gia và toàn bộ đế quốc chúng ta đối với việc chấm làm, các người thấy sao? Ê, Phụ Hoàng làm vậy, tất có thâm ý, nhi thần không dám nói bừa. Thái tử không người, khiêm tốn nói. Hoàng đế lại nhìn bàn tử, bàn tử hơi trầm ngâm, sau mới ngượng nghịu nói. Phụ Hoàng, thiên vũ ngàn năm qua, bảy nhà như sâu mọt, sớm trừ cho tốt. Ra các trường phong cùng độc cô chiến thiên thế lớn cũng không thể giữ lâu, chỉ là cắt đất làm điều kiện, mượn tay ngoại nhân trừ trọng thần bản quốc, chuyện này chuyển đi việc này nếu truyền ra vũ văn gia chúng ta khó đối mặt thần dân thiên vũ hoàng vị thiên vũ sẽ không còn là của chúng ta cho nên sau ngày hôm nay việc này không được nhắc lại kẻ trái lệnh chém có điều chấm tuy biết lợi hại nhưng vẫn quyết ý như thế các ngươi biết sao không hai người lắc đầu nói nhi thần không biết xin phụ hoàng chỉ giáo là quân giả, phải biết rõ tam cương, nặng ngũ thường, giảng nhân nghĩa, điều này không khác thường nhân. Nhưng chỉ có một điểm mà kẻ là quân vương tuyệt đối không thể có bởi những thứ này chỉ vì yên ổn thiên hạ. Nhưng quân vương lại tuyệt đối không thể bị quản chế bởi những thứ. Các ngươi có biết thiên vũ là thiên hạ của ai không? Hai người liếc nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói là phụ hoàng. Không, là hoàng đế. Bây giờ thiên hạ là của chấm, trăm năm sau sẽ là của hoàng đế đời kế tiếp. Hoặc là nói là của vũ văn gia chúng ta. Trên thực tế, thiên hạ là giao thoa từ các đại thế lực, chuyện vũ văn gia tộc chúng ta có thể trưởng quản còn ít. Ngự Hạ thất gia tuy mặt ngoài thừa nhận chúng ta chính thống, nhưng lại là đã tự phân đi một nửa lãnh địa thiên hạ. Ra các trường phong cùng độc cô chiến thiên lại trưởng quản hơn phân nửa thế lực trong triều. Cho nên quyền lực còn lại trong tay Vũ Văn gia tộc chúng ta không nhiều. Thân là hoàng đế chỉ có thể thông qua việc cân bằng giữa các đại thế lực mà cầu sinh trong khe hẹp. Thiên hạ này còn có chỗ cho Vũ Văn gia tộc chúng ta sao? Thái tử cùng bàn tử run lên, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hoàng đế nói tiếp vũ văn gia tộc chúng ta đời đời đế vương tất cả đều nỗ lực phấn đấu mà có lần này giang sơn vào trong tay trẫm gặp được ngàn năm cơ hội một thở trẫm không thể bỏ qua tuy chấm mượn binh lực khuyển nhung mất đi một phần mười quốc thổ lại có thể quét dọn ngự hạ thất gia cùng hai lão gia hỏa để chấm tránh thức nắm giữ thực quyền giang sơn này cuối cùng là chẫm lời thái tử thông nhi các ngươi phải nhớ kỹ tất cả mọi thứ chỉ có cầm trong tay mình mới thật sự thuộc về mình nếu không hết thảy đều chỉ là hư vô cho dù đế quốc này tên là Thiên Vũ, mọi người xưng ngươi là hoàng đế, nếu ngươi không thực sự nắm quyền, cũng không có ý nghĩa gì." Nhi thần thụ giáo, hai người khom lưng nói. Hoàng đế hài lòng nhìn bọn họ, vui vẻ gật đầu. Nửa tháng sau, trong một hạp cốc vắng vẻ, chim hót hoa nở, đột nhiên, từng tiếng ầm ầm phát ra, khiến cả cánh rừng hỗn loạn, chim muông tan tác. Chính giữa hạp cốc, từng đội quân lữ đang cấp tốc chạy về phía trước, mỗi một bước đều khiến mặt đất rung động. Nguyên soái, núi này tên là Cao Lâm, chính là binh gia hiểm địa chúng ta cứ cấp tốc hành quân như vậy sợ sẽ chúng mai phục hay là phái thám tử dò xét một phen độc cô lâm nói độc cô chiến thiên lắc đầu trong thiên vũ độc cô đại quân ta mạnh nhất ai dám bố trí mai phục ta dù là gia cát trường phong cũng không có nhiều binh lực như vậy còn nữa bây giờ đế đô nguy nan không biết bệ hạ còn có thể chống đỡ bao lâu dù phía trước có phục binh lão phu cũng phải xông vào truyền lệnh ta hành quân nhanh lên cần phải một tháng chạy về đế đô bắt loạn tặc vâng độc cô lâm gật đầu quay người truyền lệnh đúng vào lúc này từ đâu chuyển tới từng tiếng ầm ầm bầu trở bốc lên hỏa diễm cấp tốc lan tràn toàn bộ sơn cốc trong chớp mắt vây quanh đại quân thậm chí có mấy ngàn tướng sĩ ảo ảo mất mạng độc cô chiến thiên sợ hãi kêu lên là bẫy nơi này quả nhiên có mai phục nguyên soái xin ngài hạ lệnh thiên vũ tứ hổ quỳ gối xin lệnh binh lính lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch không có bởi vì chết mấy ngàn người mà thất kinh mỗi người đều trật tự kết thành chiến đội lạnh lùng quan sát quanh lúc này trong đám rừng rậm bên cạnh không hổ là độc cô đại quân quả nhiên quân kỷ nghiêm minh từ binh đến tướng ai nấy đều anh dũng hơn người độc cô chiến thiên trận chiến này cho dù lão phu thắng cũng là thắng không anh hùng nhưng nhiều năm như vậy lão phu vẫn muốn thắng ngươi người đâu chuẩn bị xuất kích ít trò mèo không dọa được lão ra hỏa kia đâu vâng độc cô chiến thiên cười lạnh hét lớn ha 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 gia cát thất phu thế mà thật dám mai phục lão phu luận âm mưu quỷ kế ngươi lành nghề nhưng bàn về hành quân tác chiến lão phu đời này còn chưa từng bại đâu Hừ, Thiên Vũ Tứ Hổ nghe lệnh, kết thành xà trận, linh xà xuất động, độc cô chiến thiên quát. Vâng, Thiên Vũ Tứ Hổ lập tức tập kết binh lực. Chỉ một thoáng, trong đại quân, dù mỗi một sĩ binh thực lực thấp, nhưng khi bọn họ kết trận, một cỗ khí thế cực kỳ cường hãn sinh ra, hình thành một tầng bình chướng thật dày. Mượn hộ chướng nguyên lực này, bắn ngược những liệt diễm cùng kia ra ngoài. Tứ Hổ lần nữa hét lớn, toàn bộ đại quân chia thành tốt nhỏ, như từng con tiểu xà, vọt tới bốn phương tám hướng, thoát khỏi biển lửa này khi đến nơi an toàn mọi người lần nữa tập kết không thiếu một ai độc cô chiến thiên nhìn bốn phía cười lạnh hừ chỉ có điểm điêu trùng tiểu kỹ ấy không làm gì được lão phù nếu còn có phục binh cứ việc đi ra đề hống 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 hắn vừa dứt lời từng tiếng thú hống vang động trời đất làm cho hắn giật mình đây đây là âm âm chỉ chốc lát sau một đội quân giáp sát cưỡi linh thú xuất hiện dẫn đầu là những khuôn mặt mà bọn họ không thể quen thuộc hơn được là đại quân khuyển nhung sao bọn họ lại xuất hiện ở đây, còn nhiều như vậy. Độc Cô Lâm giật mình. Độc Cô Chiến Thiên nghiến răng nghiến lợi nói: Ra các Trường Phong, tên gian tặc này vậy mà thông đồng bán nước, dẫn khiển nhung quân vào Thiên Vũ. Nếu nhóm đại quân linh thú này tàn phá bừa bãi thiên hạ, bách tính gặp nạn, Thiên Vũ gặp nạn. Vì có được thiên hạ hỗn chứng này thế mà làm ra chuyện khiến thiên hạ bách tính sinh linh đổ thán như thế, hắn không sợ nghiệp chứng nặng nề, bị trời phạt sao? Nguyên soái, việc này có kỳ quặc. Dù ra các trường phong là thừa tướng, nhưng cũng không thể nào yên lặng dẫn vào thiên vũ quân đội khuyển nhung đại quy mô như vậy mà không bị người phát hiện. Độc cô phong nhíu mày nói. Độc cô chiến thiên nghe vậy liền nổi lên vẻ ngờ vực, nhưng giờ bọn họ không quản được nhiều như vậy. Bây giờ số lượng đại quân đối phương đông đảo, chỉ sợ trên một triệu. Bọn họ lặn lội đường xa, nào là đi dẹp loạn chắc phàm, chưa làm gì đã phải hành quân quay lại cứu giá, lại bị mai phục tại hiểm địa, bao nhiêu bất lợi. Truyền lệnh ta tứ hổ đại hình trận, đột kích. Thiên Vũ Tứ Hổ tuân lệnh, một triệu hùng sư chia làm tứ đại chiến đội, bốn đội, mỗi đội hơn 200.000 người dung hợp nguyên lực, giống như bốn thanh dao nhọn. Thừa dịp những linh thú còn chưa tập kết hoàn thành, muốn lao ra khỏi vòng vây. Ha ha ha, lão gia hỏa dùng binh vẫn cương mãnh như thế. Người đâu, truyền lệnh bản soái, thủ thiết lang, bối thiết lang tiến lên chặn đánh, huyết ảnh lang, phong hống lang, bọc đánh hai cánh, sát phá lang, chính diện nguyên địch. Vâng, hống hống hống. Từng tiếng thú hống liên tiếp truyền ra, bốn đội nhân mã chen chúc trùng kích vào, những con cự thú to lớn như ngọn núi, chỉ là hơi chạm một cái, liền bị đụng bay ra xa, đau đớn kêu rên, trong nháy mắt đã có ngàn con cự thú đụng cho ngã bay, tê mình chu lên. Mấy chục vạn người tụ họp lại, tạo thành chiến trận, nguyên lực bình chứng trùng kích mạnh, mấy ngàn linh thú đều không phải là địch. Đây chính là đội quân thiện chiến bất bại, thực lực chân chính của Độc Cô đại quân. Tuy bọn họ cá nhân rất nhỏ bé, nhưng một khi tập kết thành đại quân, chính là vô địch xem như một đám thần chiếu cảnh liên hợp cũng không dám xem thường đây chính là nguyên nhân vì sao độc cô quân tuy chỉ có độc cô chiến thiên là thần chiếu cảnh lại khiến đế vương môn kiên kỵ lạc vân hải khẳng định cổ tam thông khó lung lay đại quân bởi vì quân nhân liên thủ thực lực sẽ được phóng đại vô hạn có bao nhiêu người liên doanh thì có bấy nhiêu sức mạnh cho nên độc cô chiến thiên lưng tựa triệu bộ đội con em thiên vũ mới có thể không sợ bất luận kẻ nào hoặc thế lực nào độc cô phong quay đầu nhìn khác đội độc cô lâm cao giọng quát lão nhị, xem ra lần này tiến vào thiên vũ, khuyển nhung không có cao nhân, chúng ta có hy vọng phá vây. độc cô lâm gật đầu nhưng vẫn nhíu chặt mày, còn điều hoài nghi đã đưa quân đoàn vào thiên vũ, chẳng lẽ không có người chỉ huy sao? không nói đến việc tướng sĩ khuyển nhung liệu có nghe lệnh tướng quân thiên vũ hay không, vẻn vẹn là thủ đoạn sắp xếp chiến trận của khuyển nhung, tướng soái thiên vũ đã không có ai tinh thông. cho dù là độc cô đại quân bọn họ cùng khuyển nhung quân giao chiến nhiều năm như vậy, vẫn không thể giải được linh thú chiến trận bất chợt từng tiếng oanh động phát ra ngay phía trước bọn họ rơi xuống mấy vạn con cự thú cao mấy chục trượng đều là hung sát cấp 4 trở lên mà lại bọn chúng rất nhanh dựa vào một chỗ ngưng kết thành chỉnh thể một cỗ nguyên lực hình thành quanh thân chúng tựa như tường lớn cản trước mọi người con mẹ nó vừa nói không có cao nhân mà độc cô phòng oán hận mắng khuyển nhung linh thú chiến trận kim cương trận hừ sợ cái gì chúng ta đâu phải chưa từng đánh đại ca huynh để tiểu đệ dẫn người phá ra một lỗ thủng độc cô hỏa phía sau hét lớn Độc Cô Phong suy nghĩ nhanh chóng, rồi khẽ gật đầu. Bàn về sông pha chiến đấu, Lão Tam là mạnh nhất, xương cứng như vậy, hắn đi gặm là thích hợp nhất. Độc Cô Phong dẫn toàn bộ đội ngũ tránh ra hai bên. Độc Cô Hỏa dẫn một đội khác tăng tốc tiến lên. Một hơi, đụng đổ bọn chúng. Độc Cô Hỏa quá to, tất cả tướng sĩ phía sau đều hét lớn, quần tình sụp sôi. Một kim sắc thân ảnh xuất hiện trước đàn thú, nguyên lực trên thân hòa làm một thể với nguyên lực bình chứng từ đám linh thú. Độc Cô Hỏa hét lớn, bối thiết lang, hừ hừ không sai chính là lão tử độc cô hỏa muốn đi qua đây bước qua xác lão tử đã người kia kiệt ngao cười to lên oanh hai quang mang một đỏ một kim hung hăng đụng vào nhau cuối cùng rằng co với nhau bốn cánh tay ghìm chặt lấy nhau không ai nhường ai mà phía sau bọn họ thì là tướng sĩ song phương liên tục phát ra nguyên lực tuy nhìn qua là hai người đang đọ sức nhưng mọi người đều hiểu đây là chiến trận của song phương mấy chục vạn người liều mạng phát ra nguyên lực bên nào thua sẽ bị nguyên lực cường hãn từ bên đối diện trùng kích cực mạnh tất nhiên sẽ làm mấy chục vạn người bị thương nặng độc cô hỏa nhiều năm không gặp ngươi vẫn dũng mãnh như thế ha 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 không ủng công lão tử đặc biệt tìm ngươi trước độc cô hỏa cười to lên ha 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 còn chưa lột bộ ra sói nhà ngươi xuống làm giường lão tử tuyệt sẽ không có khác nào thư giãn ha 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 hay lắm bối thiết lang cười to trong mắt càng đậm chiến ý ngay lúc này độc cô phong giết tới nhạt cười nói xin lỗi làm phiền hai vị nhã hứng nhưng đây là chiến tranh, không phải là chỗ các ngươi đơn đấu. Ta đến chợ lão tam chút sức lực, các ngươi chắc sẽ không để tâm chứ. Hừ hừ hừ, độc cô phong, tới thật sự là nhanh. Có điều, ngươi cho rằng ngươi có thể tới chợ chiến, lão tử không có trợ thủ sao. Một đạo hào quang màu xám thoáng hiện, độc cô phong vội vàng chặn ra phía trước. Thủ thiết lang, phía sau hai người, độc cô lâm cảm thấy bất an. Bát lang vệ có ba lang vệ làm sứ đoàn, tới đế đô làm khách, nơi này lại xuất hiện hai lang vệ, như vậy. Hống hống hống, lại có tiếng linh thú gào thét nhưng bọn họ có thể nghe ra là đây không phải linh thú bình thường mà chính là độc cô lâm thấy bên trái sông ra một nhóm đại quân linh thú trên thân tản ra hồng mang trong hai con người đều là huyết hồng giống như phát cuồng tuy vậy trận hình lại không loạn mà người đi trước nhất là một nam tử tóc đỏ thấy người này độc cô lâm liền trầm lòng xuống thầm nói quả nhiên là hắn đứng đầu bát lang vệ huyết ảnh lang hắn là chuyên gia ngự thú hiếm thấy trong bát lang vệ có thể thông qua huyết tế bí pháp kích thích thú tính cho linh thú khiến cho lực chiến đấu của linh thú tăng gấp 10 lần, tiến vào trạng thái điên cuồng nhưng lại vẫn có thể chiến đấu có mục đích. Lúc trước hai quân giao chiến, kẻ này chính là đối thủ mà bọn họ thấy nhức đầu nhất. Cùng lúc đó, phía bên phải hắn lại thoát ra một nhóm đại quân linh thú, gào rú liên tục, tốc độ cực nhanh. Phong Hống Lang. Độc Cô Lâm như chết lặng, Phong Hống Lang cũng là một chuyên gia ngự thú, hắn có một bí pháp có thể tăng tốc cho linh thú, là lão đối thủ của Độc Cô Phong. Đại quân nhân loại tăng thêm tốc độ thì không có bao nhiêu tác dụng, còn linh thú cỡ lớn mà tăng thêm tốc độ mới cực kỳ đáng sợ. Độc Cô Lâm nhìn tình thế bất lợi, hỗn loạn, không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng vào lúc này, một hào quang màu vàng đất lóe qua, ngăn trước Độc Cô Lâm. Bất động như sơn, oanh, đại quân linh thú của Phong Hống Lang bị toàn đội Độc Cô Sơn đỡ được. Chiến đội này được Độc Cô Sơn đặc biệt huấn luyện, toàn bộ Độc Cô quân, nguyên lực lớn nhất cũng trầm ổn nhất là bọn họ cho nên tuy bọn họ tốc độ chậm chạp, không quen đột phá, lại thắng ở trầm ổn, cho dù là đại quân linh thú cũng khó lay động mảy may, chính là khiên sắt của độc cô đại quân. Đối mặt phong hồng lang cấp tốc trùng kích, chiến đội bị đẩy lùi hơn 10 mét, mới miễn cưỡng dừng lại được, nhưng sắc mặt toàn bộ đã nín đến đỏ bừng. Độc cô Sơn, lại ngươi chặn đường ta, phong hồng lang hung tợn mắng. Độc cô Sơn cười chất phát, đúng, mỗi lần đều là ta, hắc hắc hắc. Nhị ca, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây, huyết ảnh lang đột kích, ta không phân thân nổi, Độc Cô Sơn quay đầu kêu lên. Độc Cô Lâm gật đầu, sau đó nhìn về phía huyết ảnh lang sắp vào tới, cao giọng quát, chuyển đổi trận hình, mê tung trận, tĩnh như lâm. Dưới sự chỉ huy của Độc Cô Lâm, hơn 200.000 người chuyển bước, biến hóa trận hình, nguyên lực vẫn tương liên, lại biến hóa quỷ dị hơn, thâm thúy mà thần bí. Huyết ảnh lang khẽ trao mày, nhìn trận hình trước đó chưa từng có, lòng thấy không ổn. Nhưng ỷ vào đại quân linh thú đã phát cuồng, hắn vẫn sông lên từng con cự thú ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét nhấc gót sắt muốn dẫm dẹp tất cả mọi người trước mặt thế mà tương sĩ thiên vũ lại nhường ra một đường khiến linh thú có thể mãnh liệt trùng kích thắng đi nhưng chưa đi được mấy bước thì một cỗ đại lực mãnh liệt như thủy triều đã đánh tới huyết ảnh lang thầm kêu không tốt lại đã muộn hắn đi đầu trùng phong xông đúng vào chiến trận của đối phương làm mất đi liên hệ với đại quân đằng sau mà những linh thú phía sau mất đi chỉ huy vẫn không ngừng trùng phong Đại quân của Độc Cô Lâm chỉ việc không ngừng xoay tròn, tách rời những linh thú này, biến thành từng tiểu trận mà đơn độc đối mặt. Đến sau cùng, cả đại quân linh thú đều bị chia cắt ra, bị Độc Cô Lâm làm cho chạy loạn, dần dần, những linh thú này bắt đầu mơ hồ, thú tính dần dần nhạt đi, không còn tàn bạo nữa. Huyết Ảnh Lang nghiến răng nghiến lợi, bộ chiến trận này vậy mà có thể làm cho đám hung thú bình tĩnh trở lại, đây rõ ràng nhằm vào hắn. Độc Cô Lâm cười lạnh, tiếp tục chỉ huy đại quân biến hóa trận hình, không để bọn họ tìm được cách phá vây chỉ cần một lúc nữa những linh thú này mệt mỏi vậy đại quân linh thú này sẽ triệt để phế đến lúc đó muốn bắt huyết ảnh lang sẽ dễ như trở bàn tay trong rừng cặp lãnh mâu kia gật đầu khen độc cô quân 10 năm không giao thủ y nguyên cường thịnh như vậy có điều trước kia các ngươi có thể ngăn cản đại quân linh thú của ta là do uy lực từ trận thức hôm nay các ngươi nóng lòng trở về cứu giá lại bị phục kích ha có nhiều chuẩn bị ha 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 chiến trường chật lóe qua một đạo bạch mang toàn bộ chiến đội độc cô hỏa bị đánh bay chiến trận trong khoảnh khắc sụp đổ sắc khí lạnh lẽo như từng lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua quân trận lấy đi mạng sống của mấy ngàn tướng sĩ độc cô phong giật mình vội vàng chỉ huy chiến trận kết thúc trận chiến với thủ thiết lang sau đó cấp tốc đến chỗ độc cô hỏa đại quân cải biến quân trận biến hóa trận hình tường đồng vách sắt bạch quang kia vào tới va vào bình phong này oanh một tiếng thật lớn bạch quang bị bắn ngược trở về nhưng lực trùng kích vẫn khiến cho mấy chục ngàn tướng sĩ thổ huyết nơi phát ra bạch quang là từ một thanh niên tay cầm ngân thương thân mang khôi giáp màu trắng phía sau hắn là một đội tướng sĩ bạch ngân giáp lại không có một con linh thú trong quân đội khuyển nhung ai cũng có linh thú chiến đấu cùng người này lại là một ngoại lệ tuy trong tay không có đại quân linh thú nhưng trong đại quân khuyển nhung lại luôn duy trì chiến tích bất bại đứng đầu bát lang vệ sát phá lang độc cô phong ngưng trọng nói độc cô hỏa giật mình vội vàng tổ chức lại chiến trận trái tim nhỏ còn đang bịch bịch nhảy loạn Vừa rồi quá mức nguy hiểm, Đại quân Sát Phá Lang vừa ra tay, chiến trận của hắn lập tức tan tành, tất cả nguyên lực của các tướng sĩ bị phân tán ra, trở thành những con người nhỏ bé nhất. Lúc này, nếu hắn tiếp tục trùng kích, chỉ sợ trong chớp mắt có thể đồ giết mấy chục ngàn người bọn họ. May mà Độc Cô Phong dẫn đội đến kịp thời. Như nhất kích đánh tan chiến đội Độc Cô Hỏa, Đại quân Sát Phá Lang quá khủng bố. Trước mặt bọn họ, Thiên Vũ Tứ Hổ dường như chỉ có phần phòng thủ, thậm chí, cho dù nén giận bị đánh, cũng chẳng cầm cự được bao lâu không có trận thức phụ trợ, lại chân ướt chân giáo xung đột chính diện với đại quân bát lang vệ, bọn họ thật sự là quá bất lợi. Đúng vào lúc này, độc cô chiến thiên bay tới quát, truyền lệnh, đại quân tập kết, bố long hồn trận. Độc cô phong cùng độc cô hỏa, độc cô sơn lập tức rút lui, bối thiết lang, thủ thiết lang, phong hống lang cùng sắt phá lang cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn, không đuổi theo. Độc cô lâm giải mê tung trận, huyết ảnh lang có được tự do, đại quân lần nữa tiến vào trạng thái khát máu. Ngũ đại lang tướng cứ đứng yên nhìn bọn họ rút lui, sau đó bắt đầu kết ra một trận hình kỳ dị. Thiên vũ tứ hổ dẫn đội phân biệt chấn thủ tứ phương. Độc cô chiến thiên tọa chấn trung ương. Năm tên tiểu tử, các ngươi có phải coi là chúng ta không có sớm bố trí phòng ngự trận thức thì tuyệt đối sẽ bị các ngươi mặc sức chém giết. Hừ hừ hừ. Các huynh đệ độc cô quân ta không yếu ớt như vậy. Tới đây để lão phu đến đích thân lãnh giáo năm tên ác lang các ngươi. Độc cô chiến thiên cười lớn, bế nghĩa nhìn tất cả mọi người, làm cho ngũ đại tướng quân Khuyển Nhung cũng phải kính nể lão nguyên đích thân ra trận vậy bọn ta từ chối thì bất kính sát phá lang ôm quyền năm đội nhân mã lần nữa trùng phong tới phong hống lang tới trước huyết ảnh lang cùng bạo tàn phá bừa bãi bối thiết lang dậy kim lệ khí chấn động tâm hồn thủ thiết lang sắc bén khó cản có điều khi thế bốn chiến đội này lại đều không bị kịp sát khí ngập trời từ một chiến đội nhân loại của sát phá lang nó càng khiến các tướng sĩ thiên vũ tập trung cao độ ngay khi ngũ đại chiến đội sắp vọt tới độc cô chiến thiên rút trường đao nộ hống long hồn trận bàn long thiên hạ giống một tiếng long ngâm vang lên từ trong cầu long trảm nguyệt đao lại thật có long hồn phi ra đồng thời nguyên lực của tất cả mọi người hòa làm một thể với nó toàn bộ đại quân tụ lại năng lượng hóa thành một con rồng như thực chất mà long hồn này giống như rồng vào biển rộng liều mạng hấp thu năng lượng chỉ trong nháy mắt long hồn từ chiều dài mấy trượng tăng trưởng đến mấy chục trượng lại đến mấy trăm trượng sau cùng hóa thành một con cự long dài như một dãy núi du đãng quanh độc cô đại quân vững vàng bảo hộ bọn họ mà năm đội nhân mã lúc vọt tới thì cả kinh nhưng đã không kịp dừng lại phanh 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 ngũ lăng vệ chiến trận bị cự long bắn ngược trở về cho dù là chiến đội sắt phá lang cũng không ngoại lệ từng ngụm máu tươi đỏ thấm ảo ảo phun ra theo đó là từng tiếng gào rú kêu to linh thú chiến trận hoàn toàn sụp đổ độc cô chiến thiên thu hồi long hồn nhẹ vịn tròm dâu biết lợi hại chưa mây chọc chóa hả mây ngũ lăng vệ khó nhọc bò người lên hung hăng nhìn độc cô chiến thiên trong mắt đầy vẻ không cam lòng đồng thời cũng tán phục không hổ là Thiên Vũ chiến thần, có hắn, nhánh đại quân này xác thực khó đối phó cực kỳ. Độc Cô chiến thiên cao giọng quát, ngũ lăng vệ đều tới, sắp phá lang một tấc không rời thân ngươi đều đến. Thác Bạt Thiết Sơn, ngươi có phải nên hiện thân rồi hay không? Ha ha ha, lão phu lần này tới Thiên Vũ, chính là muốn tìm lão Nguyên Soái nhậu nữa, sao có thể không gặp. Từ trong rừng, một trung niên nam tử thân hình cao to, tóc mai điểm bạc bước ra. Ngũ lăng vệ vội vàng bò lên, cúi đầu cung kính nói, Nguyên Soái người này chính là bình mã đại nguyên soái khuyển nhung lão đối thủ của chiến thần độc cô chiến thiên tháp bạt thiết sơn độc cô chiến thiên cười mở cười to ha 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 tháp bạt thiết sơn ngươi là đại nguyên soái khuyển nhung không bảo vệ lãnh thổ cố cương lại ngàn dặm xa xôi chạy đến thiên vũ ta làm gì ra các trường phong cho ngươi chỗ tốt gì có thể để ngươi dẫn một triệu hùng sư chạy đến tận nơi đây kinh phí lương thảo chắc là không ít đâu ha 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 Độc Cô Chiến Thiên, ngươi không cần kích ta, lão phu đã đến đây, vậy chắc chắn là nhận hoàng chỉ mà làm việc, không phải ân oán cá nhân. Có điều, lão phu cũng rất vui vẻ đến đây. Dù sao là lão đối thủ mấy chục năm, cái đầu của ngươi, lão phu không thể để cho người khác tùy tiện lấy đi được. Độc Cô Chiến Thiên cười lạnh, hừ hừ, khẩu khí thật là lớn, chúng ta chiến mấy chục năm, chưa từng phân ra thắng bại. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, hôm nay ngươi có thể đánh bại lão phu sao? Chẳng lẽ không sao? Thác Bạt Thiết Sơn cười khẽ, ngày xưa chúng ta giao chiến, đều bằng bản sự. Ngươi có trận pháp chiến trận, ta có đại quân linh thú. Nhưng hôm nay, ngươi chỉ có chiến trận mà không có trận pháp, đại quân linh thú của ta lại đầy đủ. Ngươi như phi hổ hai cánh thiếu một cánh, thực lực ngươi giảm lớn, thực lực của ta vẫn như cũ, cao thấp đã quá rõ ràng. Tuy thắng như thế không anh hùng, nhưng binh pháp có lời, binh bất yếm trá, bại trận cũng không thể oán trời trách đất được. Độc Cô Chiến Thiên vung trường đao lên, chỉ binh sĩ nói, Độc Cô đại quân ta anh dũng thiện chiến, không sợ chết, cho dù không có trận pháp tương trợ, vẫn mạnh hơn đám súc sinh của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không thấy lão phu vừa đánh lui năm lộ đại quân của ngươi sao? Hả? Thật sao? Thác Bạt Thiết Sơn cười cười, Độc Cô lão nhi, ngươi lừa ai thì lừa, nhưng muốn lừa lão phu là không được rồi. Độc Cô quân luôn luôn dũng mãnh, cho dù không ngủ không nghỉ vẫn có thể chinh chiến mấy tháng, tuyệt không sinh vẻ mệt mỏi, lão phu hiểu. Nhưng vì sao ngươi vừa mới sử xuất chiêu kia, toàn bộ đại quân đã thở hồng hộc vậy? Độc Cô Chiến Thiên cứng mặt, nhưng ngay sau đó lại khôi phục sắc mặt bình tĩnh. Ha ha ha. Lão phu mặc dù không có sở trường trận thuật, nhưng cũng có chút hiểu biết, phàm là trận pháp đều lấy linh thạch làm cơ sở, mượn lực lượng thiên địa, một chiêu kia của ngươi, lấy lực lượng từ đâu? Nếu lão phu không đoán sai, long hồn trong trường đao của ngươi, bản thân không có lực lượng lớn như vậy, nó phải thông qua việc thôn phệ nguyên lực của tướng sĩ mới phát huy ra đại năng lượng để lui năm lộ đại quân của lão phu. Mà như vậy sẽ cực kỳ tiêu hao đối với tướng sĩ, ngươi chỉ cần dùng thêm chiêu này hai, ba lần thôi, toàn quân tất sẽ tê liệt mà lão phu chỉ cần xông lên hai ba lần mặc dù sẽ chịu trọng thương nhưng đối với linh thú da dày thịt béo lại chẳng là vấn đề độc cô chiến thiên ngươi sử xuất chiêu này chứng minh ngươi đã lâm vào tuyệt cảnh hôm nay ngươi đã bại thúc thủ chịu trói đi ngũ lăng vệ nghe lời ấy liền ào ào sáng mắt lên bảo sao đại chiêu này trước kia chưa từng thấy qua thì ra là vùng vẫy dãy chết che mắt thế nhân đả thương địch thủ một nghìn tự tổn tám trăm ngũ lăng vệ chật lộ ra nụ cười dữ tợn chỉ huy chiến trận chuẩn bị trùng phong thiên vũ tứ hổ ảo ảo quính lên nhìn về phía độc cô chiến thiên trưng cầu ý kiến cùng nói nguyên soái độc cô chiến thiên suy nghĩ một chút cuối cùng thì thào các ngươi có nhớ hay không cách nơi này ngoài mười dặm có một cô hồng cốc địa thế hiểm yếu chỉ có một cửa vào dễ thủ khó công là nơi tốt để phòng thủ bây giờ chúng ta dùng long hồn trận phá vây rồi cấp tốc tiến vào trong cốc cầu một đường sinh cơ nhưng độc cô lâm lo lắng nói nguyên soái không thể chẳng lẽ ngài quên năm đó đại tế ti vân huyền cơ căn dặn ngài như nào sao cô hồng cốc xung khắc mệnh ngài không thể tùy ý tiến vào cô hồng rơi diệp tùy phong di độc cô chiến thiên thở dài là lời đại tế ti cho lão phu hắn nói lão phu họ độc cô tục danh chiến thiên chính là làm trái thiên lệnh đã phạm húy cô hồng cốc chính là nơi lão phu chôn thầy vừa vào cô hồng tựa như lá rụng về cội không thể ra ngoài được nữa có điều bây giờ tình thế nguy cấp lão phu sao có thể bởi vì mấy lời bói mệnh số mà không để ý tánh mạng một triệu tướng sĩ ha 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 tứ hổ nghe lệnh long hồn trận phi long thiên Tứ Hổ run lên, hốc mắt đều ẩm ướt, nhưng vẫn cắn răng ôm quyền, hét lớn: "Cẩn tuân tướng lệnh." Sau một khắc, Tứ Hổ lần nữa chỉ huy chiến trận, biến hóa trận hình. Thác Bạt Thiết Sơn nhíu mày, chợt cảm thấy không ổn, lập tức hạ lệnh, Ngũ Lăng vệ nghe lệnh, lấy sắt phá lang cầm đầu, bốn lăng vệ hộ hai bên, phi hổ trận đột kích. "Vâng, Ngũ Lăng vệ ôm quyền, ao ao chỉ huy chiến trận." chỉ một thoáng gió dục mây vần lệ phong gào thét ngũ lăng vệ hóa thành một thanh dao nhọn mang mấy chục vạn linh thú với khí thế không gì địch nổi hung ác tiến lên độc cô chiến thiên tay cầm trường đao dẫn đầu sông lên phía trước nhất tứ hổ dẫn đội theo sát phía sau chỉ là xếp thành một hàng dài mà thôi không công kích không phòng ngự độc cô lão nguyên soái ngài xuất ra chiến trận thấp kém như vậy quá xem thường năm người chúng ta rồi hừ tiểu tử vô tri đây là phi long thiên trận dứt lời độc cô chiến thiên nâng đao lên trời long hồn lần nữa xuất hiện bay lên không trung chỉ là lần này nó không cần tốn thời gian thôn phệ nguyên lực từ chúng tướng mà vừa xuất hiện liền hòa làm một thể với nguyên lực của tất cả mọi người độc cô đại quân trong nháy mắt chính là hóa thành một con cự long đang không bay lên thác bạt thiết sơn quá sợ hãi hắn chẳng thể nghĩ tới long hồn trận không chỉ là phòng ngự trận thức mà còn có thể là đột kích trận thức có điều chỉ là phòng ngự trận đã khiến toàn quân thở hồng hộc vậy nếu là đột kích tiến công lượng nguyên lực hao phí đại quân ngũ lăng vệ cùng phi long thiên trận đâm vào nhau không ngoài sở liệu ngũ lăng vệ trong nháy mắt bị cự long phá tan phốc 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 mọi người phun ra từng ngụm máu tươi ào ào té xuống đất mà những linh thú đen đủi hơn nặng nề nện mạnh xuống có gần vạn con linh thú không có khí tức một nửa trở lên bị thương nặng nhìn độc cô đại quân hóa thành cự long bay đi nơi xa trong mắt ngũ lăng vệ đầy vẻ chấn động nguyên soái nên làm gì đây sát phá lang trà trà vết máu hưng phấn hỏi hắn tác chiến cả đời chưa bao giờ thua trận có lần đại chiến chỉ giây lát đã có thể toàn diệt đối thủ những khi đó chẳng có niềm vui thú nào để nói chỉ có gặp phải độc cô đại quân mới có thể để cho hắn hưng phấn lên, cảm thấy đây là đối thủ có giá trị để đánh bại. Đuổi theo, bọn họ chạy không được bao xa đâu. Còn truy, nguyên soái vừa chịu chiêu kia, chúng ta còn chịu nhiều đau khổ, dù chúng ta đuổi kịp, lại có thể làm gì? Phong Hồng Lang nghe vậy liền nghi hoặc. Thác Bạt Thiết Sơn cười lạnh nói, nếu chiêu kia thật lợi hại như vậy, hắn cần gì phải chạy trốn. Trận thức kia đã khiến thể lực đại quân hắn tiêu hao rất lớn, lúc này mới là thời cơ tốt để đánh bại bọn họ. Nửa canh giờ sau, con cự long từ trăm vạn đại quân cuối cùng rơi xuống đất. Long hồn tán đi, ai nấy đều sắc mặt tái nhợt, còn không ngừng có người té ngã. Thiên Vũ Tứ Hổ thở hổn hển, tiến lên xem, lại phát hiện bọn họ đều tinh lực hao hết mà chết. Long hồn trận tiêu hao quá lớn, Độc Cô phòng thở dài, Độc cô chiến thiên ai thán, không đành lòng nhắm mắt lại nói, các ngươi, đi xem kỹ, tổn thương như thế nào. Vâng, tứ hổ ôm quyền, đi kiểm kê nhân số, chỉ chốc lát sau, tứ hổ quay về kho người nói, khởi bẩm nguyên soái đã có gần 300 000 huynh đệ, hy sinh. Còn trước khai chiến, đã tổn hại một phần ba binh lực, từ khi độc cô đại quân ta thành lập đến bây giờ, đây là tổn thất chưa từng có. Lão Phu, thẹn với các tướng sĩ, độc cô chiến thiên thở dài, nước mắt tuôn đầy mặt. Thiên vũ tứ hổ cũng đầy bi thương cúi đầu đây có thể nói là lần bại trận lớn nhất từ trước tới nay của độc cô quân nguyên soái phía trước chính là cô hồng cốc ta thấy thác bạt thiết sơn chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới chúng ta nên nhanh chóng chuẩn bị cho thỏa đáng độc cô lâm lên tiếng độc cô chiến thiên thu thập tâm tình khẽ gật đầu dẫn đội đi đến cô hồng cốc lúc đến miệng cốc trước mặt là một cây cao dưới gốc cây có một cự thành phía trên có dùng chu sa viết ba chữ cô hồng cốc cảm thụ trận trận hàng khí từ trong cốc thỉnh thoảng truyền ra không hiểu sao độc cô chiến thiên lại có cảm giác bi thương độc cô chiến thiên thở dài ra một hơi có lẽ lão phu thật sẽ mất mạng tại nơi này ngay sau đó bước vào rất nhanh ẩn nặc giữa vũ khí lạnh lẽo trong cốc